Nó có tưng không? Lương tưng không? Nó có thôi thôi. Thôi thôi hả? Ừ. Nó lâu rồi chú Tuấn có gọi không ba má? Không, chú đi lâu đây thì chẳng gọi mà nó gọi sang chẳng được mà. Ủa, gọi sao không được mà không gọi lại, đi gọi lại nhiều lần để tìm hiểu hả? Đúng ra có con hay thằng Cảnh rồi thì nó sẽ gọi được mà vì cái có thể cái mã số cùng hay cái gì nó thay đổi. Là má không biết gọi, nó gọi thẻ mà mua đó. Cũng không được, thôi mà thôi. Nhưng mà thím ấy vẫn gọi về Việt Nam, thằng Nguyên ở Việt Nam nó gọi được. Nguyên con công ty á. Giờ Úc là cách mình bao nhiêu tiếng? Trước hay sao? Trước mình bao nhiêu tiếng? Má cũng chẳng nhớ đâu nhưng mà... Tin được rồi kìa. Anh tin được rồi hả con? Trời vui chưa? Lúc đó. Con nhắm mắt con làm được không? Ôi giời, được rồi. Đó được đâu. Cũng khó ha. Chú sẽ phải nhắm mắt khó làm ha. Đó. Giỏi chưa? Úi giời, làm lâu vậy hả? Chú xem giỏi chưa, làm lâu quá. Làm hoài luôn hả? Ôi mày á. Bà con không làm nhiều bằng con. Đó, con làm vậy là giỏi lắm rồi đó. Hơn mấy người khác rồi đó nha. Bác Bi có biết làm như vậy không? Bác Bi chưa bao giờ làm đâu. Chắc bà Lão chưa bao giờ làm, có thể thích thì mới làm được ha. Ai mà thích làm như con làm á thì mới làm giỏi á ha. Mai mốt con lớn lên con chơi basketball đi. No, con chỉ có làm bằng bouncy ball thôi. Bouncy ball thì cứ mai mốt. Con chỉ có làm bouncy ball được thôi, không có cứng bộ. Tại vì nó cứng lắm. Cái kia cứng lắm ha. Vui quá ha. Còn bánh bouncy ball này coi vậy chứ chơi vui lắm ạ. Wow. Sàn đây, mấy đứa nó sàn đây nó thảy bo với nhau. Mấy thằng con trai nó khoái chơi bo. Thảy bo với nhau, đúng rồi, nó phải active, nó phải chơi có sức như vậy nó mới mau lớn chứ, nó phải hởi mở như vậy nó mới mau lớn chứ. Mà nó chơi khỏe thì nó càng có nhiều đề kháng. Chứ nó rú rú nằm một mình không đề kháng đâu.